Hello Đăng Khoa, xin chào các bạn. Hôm nay Đăng Khoa chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm để chọn chiếc lốp xe ô tô của mình để cho nó được an toàn. Thì các bạn đã biết chiếc lốp xe của mình nó rất quan trọng, nó quyết định đến độ an toàn của chúng ta. Nó chứa toàn bộ các khối lượng chiếc thân xe cũng như là hàng hóa cũng như con người ở trên một chiếc xe này đều nằm trên 4 quả lốp. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết những cái kiến thức cơ bản để chọn chiếc lốp xe ô tô của mình làm sao để đi cho được an toàn. Chúng ta có thể chọn lốp vận hành êm ái từ những thương hiệu nổi tiếng. Thương hiệu nổi tiếng đầu tiên ai cũng thể biết đến đó là lốp Michelin. Michelin là một thương hiệu từ Pháp và bây giờ nó rất là phổ thông cho tất cả dòng xe và trên toàn thế giới rồi. Kể đến thứ hai đó là lốp Bridgestone. Bridgestone thì có vừa lốp xe con và vừa lốp xe tải, rất là đa dạng, hàng chủ yếu sản xuất từ Thái Lan. Và cái thứ ba phải kể đến nữa đó là lốp của người Việt Nam sản xuất, đó là dòng lốp của hãng Kasumila, có thương hiệu là Avenza hoặc là Midetta, là một trong hai thương hiệu xuất Mỹ và các nước châu Âu rất là lớn và hiện nay đang phân phối trên toàn thị trường Việt Nam. Đặc điểm của lốp này có cái giá thành rất là phù hợp tại vì nó sản xuất tại Việt Nam. Và cái thứ hai là chất lượng nó tương xứng với những cái thương hiệu nổi tiếng kia. Đấy là những ba thương hiệu chúng ta có thể thay cho mình và chọn là cái lốp khi chúng ta sử dụng cho chiếc xe yêu của mình. Nếu chúng ta xe chúng ta lưu thông trên cái cung đường mà nhẵn, cung đường trong phố chẳng hạn, thì chúng ta nên chọn cái gai thấp và gai nhỏ, gai mịn đấy, thì lốp chúng ta sẽ đi được êm hơn và ít sinh tiếng ồn. Và tiếp theo là chúng ta chọn cái gai hỗn hợp khi chúng ta lưu thông trên cái cung đường dài. Và cái thứ ba nữa, khi chúng ta thường xuyên lưu thông trên cái cung đường mà địa hình ấy và đường đồi núi, chúng ta nên chọn cái gai bản to và rãnh lớn thì chúng có độ bám đường rất tốt và chúng giúp xe chúng ta bám lái tốt và tránh bị trơn trượt. Tiếp theo ta nên quan tâm cái thông số của chiếc lốp xe của mình. Thì cái ba thông số cơ bản nó ghi trên cái mặt trước của quả lốp này. Thông số nhất là ví dụ mình đọc rõ ba thông số là ví dụ quả lốp này là 245/70:16. Thì cái 245 này chính là cái chiều rộng của quả lốp này, đó chính là cái chiều rộng của lốp này. Đấy. 70 nó là thông số tỷ lệ chiều rộng trên cho chiều cao. Đấy. Cái số này càng nhỏ thì cái lốp mình càng mỏng, và cái số này càng lớn thì cái lốp mình càng dày. Và cái cuối cùng nữa, cái thông số cái giờ 16 này chính là cái na răng của chiếc lốp này. Đấy, chúng ta cần phải tuân thủ theo cái ba cái thông số này, tại vì nhà máy nó đã thiết kế mỗi dòng xe có một cỡ lốp khác nhau, nên chúng ta nên tuân thủ theo cái cỡ lốp của nhà máy quy định để đạt đúng cái tốc độ cũng như cái vòng cua và độ an toàn cho chiếc xe của mình. Tiếp theo ta không nên chọn cái lốp cũ để sử dụng tái sử dụng cho mình. Các bạn đã biết cái lốp cũ là lốp đã qua sử dụng rồi, nhiều anh em lái xe đang tiết kiệm cái số tiền bỏ ra thay cái lốp mới nên là đang tận dụng những cái lốp cũ để thay cho chiếc xe của mình, thì mình thấy nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái lốp cũ này là lốp đã qua sử dụng, nguyên lý là cái cao su qua một cái thời gian khoảng 5-6 năm thì nó sẽ lão hóa, nó sẽ cứng. Chính vì vậy chúng ta nhìn gai có thể cao nhưng mà cái lớp cao su nó bị lão hóa rồi nên là lốp có thể lổ bất kể lúc nào, dẫn đến tai nạn giao thông, và điều đó rất nguy hiểm nên chúng ta cũng không nên tiết kiệm, tại vì bây giờ giá thành của lốp cũng không quá cao. Nếu chúng ta bỏ một cái số tiền phù hợp, chúng ta nên chọn những lốp của Việt Nam sản xuất thì giá rất là hợp lý, không nhất thiết chúng ta phải chọn cái dòng lốp cũ để thay cho chiếc xe của mình. Tiếp theo chúng ta đưa chiếc xe của mình đến cái trung tâm thay lốp ô tô chuyên nghiệp, thì nơi đó có các máy móc và trang thiết bị hiện đại nhất để thay lốp và giúp chiếc xe của bạn được an toàn. Chúng ta nên đưa đến trung tâm mà có đầy đủ các máy móc và trang thiết bị hiện đại. Điều lưu ý là chúng ta lên vào một trung tâm phải có một chiếc máy cân mâm. Cái máy cân mâm giúp chiếc bánh xe của chúng ta nó được cân đối và đi nó sẽ chống rung lắc và nó mòn đều.
Ok, ngoài ra trong một cái trung tâm lốp thì có những cái máy móc ra vào tự động hoặc là máy móc có hệ thống hỗ trợ tì đè thì giúp chiếc na răng của mình nó không bị chề xước và an toàn. Thì qua đây tôi đưa một số những cái thông tin để giúp ích cho các bạn để chọn cho chiếc lốp xe của mình. Thì anh em có thêm thông tin gì thì có chia sẻ thêm thì hãy để lại bình luận ở bên phía dưới. Và rất mong các bạn hãy ủng hộ cho mình một nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.